Nguyên nhân nào gây tụt đường huyết, hạ đường huyết? Vạn Sơn xin chào bà con. Khi chúng ta bị tăng đường huyết và tụt đường huyết thì chúng ta dễ nhầm tưởng, nên đối với những người mà đã bị bệnh đường huyết rồi, chúng ta nên có thiết bị đo tại nhà ha, để chúng ta kiểm tra cho chắc chắn. Thì cái trường hợp thứ nhất đó là tiêm quá liều insulin, thường gặp ở những người mà bị tăng đường huyết, mình tiêm quá liều thì nó bị giảm đường huyết ha. Chúng ta hay thấy đó là giảm khẩu phần ăn hay kiêng ăn thì nó sẽ bị hạ đường huyết, lùi giờ ăn, và trường hợp chúng ta làm việc gắng sức. Trường hợp tiếp theo đó là rượu bia. Rượu bia nó làm cho chúng ta bị rối loạn, chúng ta bị mất hay là ngăn cản cái chức năng, làm lẫn lộn các triệu chứng về đường huyết. Và khi chúng ta say rượu nó ảnh hưởng rất là nặng nề đến cái hạ đường huyết của mình. Và trường hợp tiếp theo đó là do thuốc. Có thể một số loại thuốc chúng ta khi uống ở những bệnh khác thì nó sẽ làm tăng hoặc hạ bất thường đường huyết của chúng ta. Trường hợp thứ sáu đó chúng ta kiêng ăn khắt khe, hoặc là mình bị những người cao tuổi, hoặc là những người bị bệnh gan hoặc thận, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Bị hạ đường huyết thì nó rất là nguy hiểm cả nhà ha, nó có thể làm cho chúng ta xỉu, mệt lả hoặc là hôn mê. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta hiểu lầm tăng đường huyết và hạ đường huyết, chúng ta sử dụng không có đúng thuốc hoặc là không có đúng chế độ ăn uống thì cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà chúng ta đã bị bệnh tăng đường huyết hoặc hạ đường huyết thì chúng ta nên đi khám thường xuyên, hoặc là đơn giản nhất là chúng ta có một cái thiết bị đo tại nhà, cả nhà ha, đo để mình biết được cái cơ thể mình đang cần hay thiếu hay tăng, để chúng ta có cái điều chỉnh phù hợp. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe.